Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca ra tòa phúc thẩm. Sáng 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca trong vụ án mà bị cáo này bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho biết không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng trùm hóa đơn đỏ Trương Xuân Đức sinh năm 1971 và Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 trú tại thành phố Hải Phòng. Khi vợ chồng Đức mang tiền đến nhà, bị cáo Ca nghĩ đó là tiền để mang đi khắc phục hậu quả hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước của Đức. Bị cáo Ca cho rằng bị cáo Ngọc Anh, vợ bị cáo Đức đã hiểu nhầm lời tư vấn của mình, coi đó là tiền mang đi chạy tội. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng tự nhận không làm công tác chuyên môn gần 20 năm, đã về hưu 5 năm, không cập nhật những quy định mới nên tư duy pháp luật lỗi thời, lạc hậu, không hiểu được sự chuyển hóa của tội phạm. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là mặc nhiên chấp nhận ý chí chạy án của vợ chồng Đức dù không đồng ý, không có ý thức chiếm đoạt. Theo đó, bị cáo Ca đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao xem xét bối cảnh và ý thức chủ quan của mình, không vụ lợi, không hưởng quyền lợi gì, không gian dối, không mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ. Để vợ chồng Đức mang tiền đến nhà mình, bị cáo Ca mong được khoan hồng để có điều kiện về nhà chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, vợ chồng trùm hóa đơn đỏ Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Hà Thị Bích Nhàn sinh năm 1975 và Đặng Khắc Thành sinh năm 1971 cùng trú tại tỉnh Hải Dương cũng nộp đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 12 tháng 4 năm 2024, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức, bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên. Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng. Trong đó, hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ và cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Các bị cáo Đặng Khắc Thành lãnh mức án 18 tháng tù, Hà Thị Bích Nhàn lãnh 15 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Lời cuối cùng của ông Đỗ Hữu Ca, tôi thật sự nuối tiếc và đau buồn. Tại phiên tòa sơ thẩm, dù đã nhận là câu chuyện chạy án 35 tỷ đồng có hiện hữu, nhưng khi nói sau cùng trước tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca vẫn một mực khẳng định không có chuyện Nguyễn Thị Ngọc Anh đòi lại tiền nhưng ông không trả lại. Cụ thể, bị cáo Ca bộc bạch, tôi đã nhận tội trước phiên tòa, tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Nhưng trong việc này, tôi cũng rất buồn, quá trình điều tra tôi đã nói rõ hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh là một phía, tôi không được tham gia gì. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Ca vẫn khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền, không có những tình tiết gần Tết. Vợ chồng Trương Xuân Đức đến nhà mình để mà có thể nghe mình hứa hẹn mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm, về ăn Tết. Bị cáo Ca khẳng định Đức nói là 23 tháng chạp về nhưng không về. Ngày 25 đến 28 Tết tôi không có ở nhà thì làm sao có những tình tiết đó được. Bị cáo Ca giải bày thêm, một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống mà cuộc đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm phạm tội, đúng thời điểm, không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay tôi vừa già vừa yếu rồi. Tôi thật sự nuối tiếc và đau buồn. Xin lỗi đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng về những sai phạm của tôi gây ra, làm mọi người thất vọng về tôi. Bản thân tôi suốt gần 50 năm công tác, anh em, bạn bè bị thiệt thòi nhiều vì tôi. Tôi xin lỗi mọi người. Tại phiên tòa này, tôi thật sự ân hận vì lụy tình mà phạm tội, gây hậu quả cho gia đình, người thân. Mong hội đồng xét xử chiếu cố khoan hồng cho mình, được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, gia đình. Sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho rằng, trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài,
nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội. Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả, mà cuối đời lê thân này vào nhà giam, mang đến gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bị cáo ca nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét chứng cứ, khoan hồng để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, dứt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ ân hận, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức cũng đều xin giảm nhẹ tội cho bị cáo ca. Giờ mọi việc đã ăn bài rồi, rõ ràng rồi, xin hội đồng xét xử giảm bớt tội cho anh ca, còn tôi thế nào cũng được, bị cáo Đức nói. Giống như chồng, bị cáo Ngọc Anh xin hội đồng xét xử xem xét giảm án cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Bị cáo ca là do bị cáo chủ động nhờ vả, giúp đỡ, sự việc không mong muốn, mong hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo ca, Ngọc Anh nói. Câu hỏi từ khối tài sản khổng lồ của ông Đỗ Hữu Ca. Trước đó, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca vào tháng 2, 2023, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ gồm căn biệt thự ở đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và thôn trại trên Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là VTL và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên VTL và các cá nhân khác. Tại cơ quan công an, ông Đỗ Hữu Ca và vợ là bà VTL, sinh năm 1958, khai số đồ vật, tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và bà L. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà L kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Kết quả điều tra xác minh đến nay xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các ông trong vụ án. Tuy nhiên, việc ông Đỗ Hữu Ca và bà VTL không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ. Với đồng lương thiếu tướng, cộng các phụ cấp khác nếu có, làm sao vợ chồng ông Ca có khối tài sản lớn đến thế? Liệu có chuyện vợ chồng ông Ca đã qua mặt các cơ quan kiểm soát trong việc kê khai tài sản? Tương tự, việc đóng thuế thu nhập cá nhân cũng vậy. Các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan khối lượng tài sản khổng lồ đã không được kê khai, gây thất thoát nguồn thu ngân sách. Ở nước ta, công tác quản lý thu nhập cá nhân còn nhiều hạn chế bởi thói quen sử dụng tiền mặt cùng nhiều yếu tố thiếu minh bạch khác. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã quy định rõ cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình một cách trung thực mà còn phải kê khai tài sản của người thân, bao gồm vợ hoặc chồng, còn chưa thành niên, kể cả tài sản biến động. Quy định là vậy, nhưng không phải không có cán bộ kê khai không đúng sự thật. Vậy nên mới có những trường hợp như vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca sở hữu khối tài sản kếch xu nhưng qua mặt được cơ quan quản lý thuế, gây thất thoát ngân sách. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.